Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với Bình Dương trong trận đấu đôi công hấp dẫn. Trong trận cầu đôi công hấp dẫn, Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với Bình Dương bằng tỷ số hòa 1-1. Dù đá trên sân của Bình Dương nhưng Hoàng Anh Gia Lai không ngần ngại chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Đội chủ nhà cũng quyết tâm chơi áp sát, không ngại va chạm và sẵn sàng lên bóng khi có cơ hội. Điều đó tạo nên hiệp một có chất lượng chuyên môn khá cao. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, Hoàng Anh Gia Lai đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 35. Quả đá phạt của Công Phượng tạo ra cơ hội cho Minh Vương đánh đầu đi trúng cột dọc. Bóng bật ra tạo nên tình huống lộn xộn và Văn Toàn đá chớp thời cơ để ghi bàn. Dù gặp bất lợi nhưng Bình Dương vẫn kiên trì với lối đá của mình để có bàn gỡ ở phút 44. Wellington xử lý bình tĩnh để loại bỏ Văn Thanh trước khi dứt điểm chạm chân Mauricio đi vào lưới. Sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai là đội chơi tốt hơn và tạo ra nhiều pha bóng sóng gió về khung thành Bình Dương nhưng các cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày Công Phượng, Văn Toàn. Về cuối trận, Bình Dương có thời cơ bằng vàng để ghi bàn ấn định tỷ số nhưng Tô Văn Vũ đã dứt điểm không chính xác. 1-1 là tỷ số chung cuộc của trận đấu sớm nhất vòng 16 V-League 2022. Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai có 21 điểm trong khi Bình Dương sở hữu 19 điểm. Hai đội tiếp tục ghim chân nhau ở nhóm giữa bảng xếp hạng.